ខ្លាជាងម៉ាក់គេដំបងស្រីស្រីគ្នាយកប្រហែលជាខ្ចីបတ်ពិសោធន៍បន្តិចតាក់តងការថែទាំគាត់ពិសេសរបបអាហារតាមម្ដងមិនដឹងថាអាហារប្រភេទណាល្អហើយអ្វីខ្លះគួរជៀសវាងនោះទេបើតាមការលើកឡើងរបស់សាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតគួនអូនប្រធានផ្នែករោគស្ត្រីនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវការអាហារបំពន់លើស្ត្រីធម្មតាដោយសារគុណក្នុងផ្ទៃត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមជាពិសេសនៅក្នុងត្រីមានទី 2 និងទី
មួយធនជាតិក្របធនជាតិពិសេសក្របធនជាតិទាំងមួយមានអង្គការសម្រូបស្រសាលីនិងក្របធនជាតិផ្សេងទៀតផ្ដល់នូវជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតដែលជាប្រភពថាមពលដ៏សំខាន់របស់រាងកាយ ផលិតផលក្របធញ្ញជាតិនិងក្របធញ្ញជាតិក៏មានជាតិសរសៃជាតិដែកវីតាមីន B និងសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានសុខភាពធម្មតាត្រូវការបរិមាណជាតិដែកប្រមាណ100មីលីក្រាមនៅត្រីមាសទី2ឯស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានសុខភាពស្លេកស្លាំងត្រូវការបរិមាណច្រើនជាងនេះចំណែកពេលបំបៅដោះកូនស្រីៗត្រូវការបរិមាណជាតិដែក10ទៅ30មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ 2. បន្លែនិងផ្លែឈើបន្លែនិងផ្លែឈើល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវាផ្ដល់នូវវីតាមីនសារធាតុរ៉ែនិងជាតិកាក់សរសៃសម្រាប់ការរំលាយអាហារកាត់បន្ថយបញ្ហាទល់លាមកវីតាមីនស៊ីក្នុងផ្លែឈើនិងបន្លែដូចជាក្រូចប៉េងប៉ោះល្ហុងម្នាស់ប្រូកូលីស្ពៃក្ដោបជួយឲ្យស្រូបយកជាតិដែកបានកាន់តែច្រើនខណៈរាងកាយស្ត្រីពពោះត្រូវការជាតិដែកថ្វេដងចំណែកបន្លែពណ៌បៃតងចាស់សម្បូរទៅដោយវីតាមីនអេជាតិដែកអាស៊
cầm nợt. Sự trái bỏ bùa trở cả axit folic bằng 600 microgram trong một ngày bên mịp tay bùa nâng bằng 500 microgram trong một ngày ông lòng bị bỏng bạc đọc con. Bà rì màn ní, sợi sợi mịp tay bùa anh nhằm bằng lại sợi cho ấn bì con chàn. 7. Trái sạch sốt nâng sân đại. Trái sạch sốt nâng sân đại chỉ còn mà hát đã bộ protein tràn bóng phốt, krau bì nụ mịp vitamin B nâng chiếc đại. Chiếc protein đã chiếc bộ phốp này amino axit xâm rạp trên châm xe rầy riêng cái sẽ trầm mịp tay bố nâng con khăn tay ở lụt loa lọ chiếc bất xác chuyện đó cả vị vật khuất bát ở bỏ tỷ ruộng. Tuổi giang ná sẽ trầm mịp tay bố trở chiếc viên cả nhằm sách sốt châm ân mình bàn cho ân lọ rồi sốt cháu rồi ai bỏ chốc nông bộ phụ parasit, bạc tê ri rưu mê rộng ấy mùa chùm nuốn thu ai bác bỏ đo sổ gặp hiểm mặt đáy nâng con khăn tay. Khăn nốt, group pet nè nóp sự trái bò bố nhằm bảo vệ trái sở mất đã xâm bộ đá xịt khlánh omega 7 để chuỗi đo cả lượt lớp khuộc bà con. Tại trái chiều viên trái đầm miên chết bà rọt khu bố đồ chía, trái đá, trái chlám chết đàm. Buồn thật đó cổ. Chết cao xóm đầm miên nâng thật đó cổ, giá úa, sẵn đạc xiếng, tàu hôn nằm bần lại bệnh tón, chuỗi ở chỗ nằm thông minh con khăn nông tay rồng muốn, ai mạng mạng mần sâu bảo chóm nằm chùm ngư bốc chóng tới ngày cao. Cao bì nốt. Tật đó cô nâng phát tập hợp bị tật đó cô có mình vitamin D nâng protein phong đài. Sự trái bộ bố trở cao bạc định mang cao số 1200mg trong một ngày nâng trái miệng tỷ bấy, nâng 1000mg trong một ngày ông lòng phê bỏng bạc đó cô đã hỗ trợ đọc bí khái. Đã bạc định mang cao số này anh mình nâng tật đó cô bấy tật buồn cao.